Chương 61 Thông trưởng đưa ăn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 061 Thông trưởng đưa ăn đợi âm khí hoàn toàn trừ bỏ, những cái kia lên núi các đệ tử cũng lần lượt trở về. Đến là không có ai lại trúng âm khí, chỉ là trên mặt đều mang theo chút nghi hoặc, không chỉ là vân hiệu mấy người, từ khi kia mấy đạo hồng quang sau khi xuất hiện, trên núi âm hồn liền toàn đều biến mất, có người ở trên núi tìm tòi thật lâu cũng lại không có tìm được nửa cái âm hồn. Tự nhiên cũng có người phát hiện truyền tống phù mất đi hiệu lực sự tình. Thậm chí ngay cả tất cả truyền tấn phù đều không sử dụng được, bọn họ giống như là bị đột nhiên bị ngăn cách ở đây đồng dạng, căn bản là không có cách cùng bên ngoài liên hệ. Đám người ẩn ẩn đều cảm giác được việc này giống như có chút không đúng, muốn ra thôn đi hỏi cho rõ, lại sợ cái này vốn là khảo thí nội dung, dù sao trở lại thiên sư đường, liền biểu thị tự động từ bỏ tranh tài như vậy trước đó như vậy ra sức thu âm hồn có thế tất cả đều phí công rồi trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút do dự mà sắc trời đã phát sáng lên đám người đành phải đè xuống đáy lòng hoài nghi tại trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một ngày các loại sau khi trời tối lại đến núi tìm kiếm một phen trong phòng lập tức náo nhiệt có thể là bởi vì có tổn thương viên nguyên nhân đến là có không ít đệ tử cố ý đi bên ngoài bãi cỏ nghỉ ngơi đem không gian để lại cho thương binh. Vân Hiệu đến là muốn lên núi đi xem một chút, nàng luôn cảm thấy trước đó kia mấy đạo đột nhiên xuất hiện hồng quang, còn có rảnh rỗi bên trong cái kia cự điểu hình dạng có chút kỳ quái, có lẽ lại đi nhìn một lần, có thế rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. Hết lần này tới lần khác trong phòng còn nằm cái thương binh, mặc dù âm khí đã trừ bỏ, nhưng người còn không có tỉnh. Làm làm một cái bác sĩ phẩm đức nghề nghiệp, không để cho nàng có thế ném bệnh nhân trực tiếp rời đi, đành phải lưu lại. a, à, thông trưởng đến rồi. không biết là ai nói một câu. đám người vô ý thức nhìn lại, quả nhiên thấy bốn năm người chính hướng phía bên này đi tới, trong tay tựa như còn giơ lên cái gì, tất cả đều cúi đầu, cầm đầu chính là trước kia dẫn bọn hắn vào thôn thông trưởng. thông trưởng hướng phía trong nội viện đám người cười ha ha, quét đám người một chút mới nói, các vị tiên sư trừ tà cực khổ rồi chúng ta bốn mùa thôn thâm sơn cùng cốc, cũng không có gì có thể lấy cảm tạ đại gia. Chỉ chuẩn bị cẩn thận chút cơm rau dưa, còn xin các vị tiên sư không muốn ghét bỏ. Nói xong hắn hướng phía người đứng phía sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khi bốn năm cái đi theo hắn nam tử, một người dơ lên cái thùng gỗ đi lên phía trước, mở ra thùng bên trên cái nắp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ nồng đậm mùi cơm chính liền lan tràn tiến vào toàn bộ phòng. Đám người lúc này mới phát hiện, trong thùng tràn đầy nóng hổi cơm canh. Mặc dù đều là chút cháo loãng thức nhắm loại hình, nhưng đồ ăn canh cháo tất cả đều đầy đủ hết, xem xét chính là dụng tâm chuẩn bị. Chúng người thần sắc cùng nhau vui mừng, bắt một đêm âm hồn, lúc này xác thực cũng đói bụng, mặc dù đều trước đó chuẩn bị lương khô, nhưng khô càng lương khô, nào có nóng hổi đồ ăn ăn ngon. Đám người dồn dập tiến lên phía trước nói cảm ơn. Các vị tiên sư không chê là tốt rồi thôn trưởng lại cười đến càng thêm vui vẻ chỉ chỉ cái cuối cùng trong thùng bát đũa nói mọi người ăn hết mình nếu là không đủ trong thôn còn có đến lúc đó lại cho đến chính là mọi người cũng không có khách khí vây lên trước bắt đầu thịnh lên cơm có lẽ là tại trong quán cùng tổ sư gia đoạt cơm đoạt quen thuộc lão đầu theo thói quen chen ở đầu một cái không chỉ có lấy ra một cái lớn nhất cái chén không đựng tràn đầy một bát cháo vẫn không quên cho vân hiệu cũng mang theo một bát hấp tấp cho nàng đưa qua đến nha đầu hút cháo còn nóng hổi đây hắn một bên cầm chén kín đáo đưa cho vân hiệu một bên nói mặc dù so ra kém ngươi làm nhưng nghe đứng lên còn rất thơm nói xong còn bảo bối như vậy từ bên cạnh thân trong túi móc ra một nhỏ bình dưa muối kẹp ra mấy khối đặt ở cháo bên trên lập tức lại đóng trở về dưa muối là nha đầu làm cố ý từ trong quán mang đến chỉ có như thế một nhỏ bình đến tiết kiệm một chút ăn. Cảm ơn. Vân Hiệu tiếp nhận cháo, vừa muốn ăn, trong mũi lại đột nhiên thổi qua đến một tia đặc thù mùi. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng cầm đũa giảo động hạ cháo nóng, quả nhiên kia cổ khí vị càng đậm, mang theo tia hư thối khí tức. Đây là... Thực linh cỏ. Lão đầu lại tựa như căn bản không có phát giác được, trực tiếp liền bát xuôi theo liền định hướng trong miệng ngược lại. Vân Hiệu ánh mắt trầm xuống, cơ hồ là bắn ngược tính một tay đánh ra, đừng uống. Bạch ruột một cái không có cầm bưng, trong tay cháo trong nháy mắt liền bay ra ngoài, loãng xoảng một tiếng nện xuống đất, liên tiếp bác cùng một chỗ rơi vỡ nát. Nha đầu, sao? Thế nào? Lão đầu một mặt mộng bức. Vân hiệu cử động quá mức đột nhiên, bác ngã nát tiếng vang, cũng dọa đệ tử khác nhảy một cái, dùng dập quay đầu nhìn lại, toàn trường lập tức có một nháy mắt yên tĩnh bên kia hỗ trợ đựng lấy cơm canh thôn trưởng, cũng xoay đầu lại. Xem xét trên đất nát bát một chút, sắc mặt biến đổi, hồi lâu lại tính tình tốt cười nói, vị này tiên sư thế nhưng là không thích hút cháo, không quan hệ, nơi này còn có màn thầu đâu. Nói xong chỉ chỉ trong thùng màn thầu. Đám người cái này mới phản ứng được, chuyện gì xảy ra. Dùng dập mang chút phẫn nộ nhìn về phía vân hiệu, càng có người hơn trực tiếp tiến lên một bước chỉ trích nói, Thôn trưởng hảo tâm cho chúng ta đưa cơm ăn, ngươi tại sao có thể tùy ý trà đạp? Đúng đấy, chính là không yêu uống cũng đừng như thế đổ a. À. Thật sự là không biết nhân tâm tốt, xứng đáng bị đói. Thôn trưởng, đừng để ý tới nàng, không muốn ăn cũng đừng ăn. Đám người ngươi một lời ta một câu chỉ trích đứng lên, đến là bên kia thôn trưởng như cũ một mặt hiền lành khuyên đạo, không sao, không quan hệ, chỉ là nát cái bát mà thôi. Vân Hiệu không có lý người xung quanh, sầm mặt lại, trực tiếp hướng phía thôn trưởng phương hướng đi tới. Thôn trưởng như cũ dơ lên kia nụ cười hiền hòa, còn tự thân không người cầm lên hai cái màn thầu đưa tới, tiên sư nếu không thử. Hắn lời còn chưa nói hết, Vân Hiệu lại đột nhiên xuất thủ, móc ra một trương trừ tà phù, ba một cái dáng tại trán của đối phương bên trên. Ngươi đây là làm gì? Bên cạnh đệ tử vừa muốn ngăn cản, lại nghe được thôn trưởng đột nhiên hét thảm một tiếng. A, à, vừa mới còn một mặt hiền lành thôn trưởng, đột nhiên hai tay dân mặt mình hét thảm lên, sau một khắc càng là toàn thân toát ra một cổ khói đặc. Đây là dị loại mới có phản ứng. Đám người sững sờ, đã thấy thôn trưởng cả người dường như trong nháy mắt rút đi cái gì ngụy trang đồng dạng, toàn thân làn da mắt trần có thể thấy bắt đầu hư thối biến hình, lộ ra bên trong ung tùng bạch cốt một cổ nồng đậm mùi hôi thối lập tức mê mạng ra. Mọi người nhất thời ngây người, mà thông trưởng sau lưng mấy cái kia nam tử, cũng đột nhiên phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, một thanh giật xuống vây cực kỳ chặt chẽ quần áo, lộ ra từng trương dữ tận đáng sợ mặt. Vừa mới bọn họ một mực cúi đầu nâng đồ vật, đám người còn không có chú ý, lúc này xem xét, kia cái nào là người sống mặt, một nát mảng lớn không nói, còn chảy xuống buồn nôn sưng nước mấy người phát ra vài tiếng bén nhọn rống lên một tiếng ông đồn đã thương bên cạnh thân huyền môn đệ tử quay người liền hướng phía phương hướng khác nhau chạy hết tốc lực ra ngoài thông trưởng càng là đưa tay dùng sức giật xuống cái tráng trừ tà phù lại quay người ra bên ngoài liền xông ra ngoài lão đầu ngăn lại hắn vân hiệu lớn tiếng nhắc nhở lão đầu phản xạ có điều kiện trực tiếp hai tay kết ấn chỉ nghe một tiếng ầm vang sấm vang một đạo thiên lôi từ đầu mà hàng thẳng tắp bổ vào cuối cùng chạy ra thôn trưởng trên đầu. Đối phương liên tiếp kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp bị đánh thành một bộ xác chết cháy. Chỉ là vài người khác cũng đã không còn kịp rồi, sớm đã chạy không thấy bóng dáng. Đám người Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Âm thi vây công Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 062 âm thi vây công kia những cái kia là cái gì vẫn đứng tại bạch ruột bên cạnh lão chu cả người đều sợ ngây người sững sờ nhìn xem cổng phương hướng trong phòng đám người cũng giống như vậy sự tình phát sinh quá nhanh căn bản phản ứng không kịp vân hiệu tiến lên mấy bước thuận tay cầm lên một cây côn gỗ chọc chọc trên đất xác chết cháy mảnh mảnh nhìn thoáng qua mới trầm giọng mở miệng nói là âm thi cái gì đám người sững sờ, rõ ràng nghe không hiểu. Vân Hiệu quét đám người một chút, lúc này mới nhắc nhở nói, những người này cũng sớm đã chết rồi, chỉ là không biết dùng phương pháp gì, đem hồn phách phong tồn trong thân thể, ngụy trang thành người sống dáng vẻ sinh hoạt. Cho nên, hắn vốn chính là một bộ tử thi. Lão Chu nhịn không được hỏi. Ân. Vân Hiệu gật đầu, dù cho thân thể của hắn có thế tự nhiên hoạt động, nhưng chết liền là chết, dục thể không có sinh khí chèo chống, tự nhiên sẽ bắt đầu hư thối. Đám người trong nháy mắt nhớ tới, trước đó thôn trưởng bị pháp phù thiếp về sau, lộ ra dáng vẻ. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều có chút phát xanh, nhìn một chút trong tay bác, dùng dập ném ra, nơi nào còn ăn được đi. Càng là có chút người, trực tiếp quay người liền bắt đầu nôn ói ra. Cho nên, vân hiệu sắc mặt chìm xuống, vì duy trì thân thể tiếp tục sử dụng bọn họ nhất định còn đã làm những gì? Cái gì? Có người theo bản năng hỏi. Vân Hiệu không có chính diện, mà là ngẩng đầu nhìn tế núi phương hướng, mới trầm giọng nói, các ngươi không cảm thấy. Núi này bên trên âm hồn nhiều lắm sao? Đám người sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được nàng có ý tứ gì. Lập tức cùng nhau hít vào một hơi, một mặt không dám tin. Lão đầu càng là thốt ra mà ra, ngoạ tào hoàn toàn chính xác, hôm qua trên thiên sơn âm hồn nhiều đến có chút không hợp thói thường. Quan Vân Hiệu mấy người bọn họ gặp được đều có mấy trăm con không giống nhau. Chớ nói chi là bọn họ lần này hết thảy tới 50 tên huyền môn đệ tử, tăng thêm những người khác gặp được, âm hồn số lượng đoán chừng đều có mấy ngàn. Cái này không đến 100 hộ nhân khẩu làng, coi như đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, qua đời người lại nhiều, nhưng cũng không thể lấy toàn đều không đi nâng thai đi. Như vậy những này âm hồn sở dĩ tụ tập ở trên núi, chỉ có thể là bởi vì, bọn họ tất cả đều là gần đây mới chết. Rất có thể chính là bị thôn trưởng bọn họ dạng này, ngụy trang thành người sống âm thi giết chết. Chạy mất kia bốn cái âm thi, tuyệt đối sẽ còn hại người nữa. Thiệu Hiến một mặt phẫn nộ gấp giọng nói, không thể thả mặt cho bọn hắn hại người, phải đi trong thôn đem tìm ra mới là. Nói hắn trực tiếp cầm lên bên cạnh thân kiếm gỗ đào, những người khác cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Đến là Vân Hiệu quay đầu nhìn hắn một cái, thở dài một cái nói, chỉ sợ trong thôn âm thi, xa không chỉ bốn cái. Ý gì? Đám người sững sờ, còn không có kịp phản ứng, một tên đệ tử lại đột nhiên hướng về phía bên ngoài lớn tiếng kinh hô nói, mau nhìn, bên ngoài. Bên ngoài có cái gì đến đây? Mọi người giật mình, vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong thôn, Đột nhiên xuất hiện mảng lớn thân ảnh, chính hướng phía bên này tới. Mà lại nhân số còn càng ngày càng nhiều, không đến hồi lâu thế mà đã có trên trăm nhiều, từng cái thân hình quái dị, như là trước đó những người kia đồng dạng, trên thân còn có thể nhìn thấy hư thối vết tích. Là trong thôn thôn dân. Có người nhận ra những người kia phục sức, con mắt lập tức mở to, ngược lại hút miệng khí lạnh, bọn họ. Trong thôn này người tất cả đều là âm thi đám người cùng nhau trong lòng trầm xuống toàn bộ làng thế mà không có một cái là người sống có chút coi như tỉnh táo vội vàng móc ra pháp phù cùng pháp khí dự định chống cự vừa dự định điều động linh khí lại cảm thấy gân mạch trì trệ há miệng liền phun ra miệng máu ta ta linh khí ta linh khí cũng bị phong bế tại sao có thể như vậy linh khí bị ngăn trở không chỉ một vừa mới trong cháo thả thực linh cỏ Vân Hiệu lúc này mới ra giải thích rõ nói, các ngươi linh khí sẽ bị phong bế khoảng 10 canh giờ, có trong thời gian này không nên tùy tiện vận dụng linh khí. Đám người giờ mới hiểu được, vì cái gì nàng vừa mới muốn ngăn cản mọi người hút cháo. Chỉ bất quá, nàng phát hiện đến vẫn là trễ chút, 50 người bên trong, tối thiểu có 10 người bị phong bế linh khí. Làm sao bây giờ? Tham gia khảo thí người dù sao còn trẻ, không nghĩ tới xảy ra biến cố như vậy, nhìn xem càng ngày càng gần âm thi bày, trong lúc nhất thời đều có chút bối rối, cái này. Cái này căn bản cũng không phải là khảo thí nội dung a, thiên sư đường người đâu, vì cái gì vẫn còn chưa qua đến. Ta. Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a. Lời kia vừa thốt ra, mọi người sắc mặt đều có chút phát xanh, mắt thấy tràn diện liền muốn mất đi khống chế, thậm chí có người liên tục lui về sau, một bộ tùy thời chuẩn bị chạy giá thức chỉ bất quá khảo thí siêu cương mà thôi, vội cái gì hoảng. Vân hiệu trực tiếp lớn tiếng mở miệng, dời đi lực chú ý của chúng nhân, ngươi trên người chúng hẳn là đều có phòng ngự phù đi. Tranh thủ thời gian dán tại chung quanh phòng, bọn họ là âm thi, trong thời gian ngắn đột nhiên không được phòng ngự phù. Đám người sững sờ, trên mặt hiện lên một chút do dự cùng hoài nghi. Vân hiệu lại lần nữa quay đầu giao phó, lão đầu, lão chu, còn có đường da kia kia hai cái ai bốn người các ngươi theo ta đi bày trận một cái ai thiệu hiến hai cái ai đường thần mặc dù chuyện quá khẩn cấp nhưng loại này nhàn nhạt khó chịu là cái quỷ gì dù sao cũng là xếp hạng gần với nàng thứ hai lâu như vậy nhớ cái danh tự có khó như vậy sao mấy người lập tức đứng dậy đi theo nhưng là trong phòng đám người lại vẫn là không có động dù sao bên kia âm thi có trăm con chỉ dựa vào trận pháp cùng phòng ngự phù, thật sự sẽ không có chuyện gì sao. Đến là trong phòng mấy cái kia thanh y đệ tử lập tức đứng lên, móc ra trên thân tất cả phòng ngự phù, vội vàng dán tại phía trước cửa gỗ bên trên. Một bên thiếp còn một bên hướng những người khác khuyên nói, các vị đạo hữu, vẫn là nghe vân đạo hữu A, à, nàng thế nhưng là Linh Y, vừa mới còn đã cứu ta sư huynh. Chỉ sợ đối với những này âm thi sự tình, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn đám người giật mình, không nghĩ tới lúc này bên trên sách khảo hạch bên trong, còn có Linh Y, cái này mới yên lòng, quay người bắt đầu thiếp lên phòng ngự phù. Nhưng là đám người mang phòng ngự phù cũng không nhiều, cũng chỉ là vừa vặn có thể giữ vững các nơi cửa vào mà thôi. Bên kia âm thi cũng đã vây đến đây, bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ ngụy trang, từng cái sắc mặt giữ tận hướng bên trong nhào. Nhưng lại bị đột nhiên sáng lên phòng ngự phù, ngăn tại ngoài cửa. Từng đôi con mắt đỏ ngầu, tràn đầy thèm nhỏ dãi nhìn xem người ở bên trong. Đám người không khỏi lên một thân nổi da gà, này chỗ nào vẫn là người, quả thực chính là giả thú. Lập tức rõ ràng bọn họ suy nghĩ cái gì, bọn nó muốn ăn bọn họ, đây chính là bọn họ bảo trì hình người nguyên nhân sao? Đám người càng thêm kinh tâm, mắt thấy những cái kia âm thi liên tiếp hướng phòng ngự trên bùa đụng, lại hoàn toàn không có cách nào đột phá. Bọn họ dường như cũng nhìn ra nguyên nhân đột nhiên liền lui ra, hướng phía chân tường mà đi. Không được. Bọn nó nghĩ leo tường tới. Có người nhìn ra, lên tiếng kinh hô. Quả nhiên không đến hồi lâu, liền có mấy cái thân ảnh từ tường bay lên tiếng đến, so sánh cổng đến, bên tường phòng ngự phù thiếp đến vô cùng ít ỏi. Bọn họ va chạm mấy lần, cuối cùng là tìm được sơ hở, cùng nhau tiến lên chui đi vào. Đám người đáy lòng lắc một cái, cầm lấy pháp khí dự định liều mạng đột nhiên một đạo bạch quang sáng lên, vừa vượt qua tường âm thi, trong nháy mắt bắn đi ra. Phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ phòng phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu trắng trận pháp, đem tất cả mọi người túi bao ở trong đó. Trận pháp thế mà hoàn thành. Nhanh như vậy. O. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 giám tra sư trưởng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 063 Giám tra sư trưởng có trận pháp gia trì, tất cả tới gần âm thi đều bị ngăn tại bên ngoài. Bọn họ dường như cũng đã nhìn ra mạnh công không được, bởi vì là dồn dập ngừng lại. Chỉ là lại không cam tâm như vậy thối lui, trực tiếp đem mấy gian phòng nhỏ vây lại, nhìn chầm chầm người ở bên trong, dường như muốn cùng đám người so sức kiên trì, hao tổn trong lúc nhất thời từng đôi con mắt đỏ ngầu định lấy cực độ hư thối cho trực câu câu nhìn chầm chầm mọi người bên trong trong ánh mắt tràn đầy đều là tham lam thỉnh thoảng sẽ còn phát ra từng tiếng dường như nuốt thanh âm nghe được người tê cả da đầu hiện tại sao làm sao bây giờ đám người còn chưa kịp thở vào lại nhấc lên tâm dùng dập quay đầu nhìn về phía bày trận trở về bốn người trong lúc nhất thời đều đem nhóm trở thành chủ tâm cốt những vật này nếu là một mực tại nơi này làm sao bây giờ? Hiện tại mặc dù không có việc gì, nhưng mạnh hơn trận pháp cũng có sai lầm hiệu thời điểm, huống hồ nơi này cái gì cũng không có, bọn họ dù sao cũng phải ăn uống đi. Mọi người đừng hoảng hốt. Đường Thần cưỡng ép đè xuống đáy lòng sợ hãi, trầm giọng an ủi đám người nói: Khảo thí thời gian chỉ có ba ngày, bây giờ đã là ngày thứ hai, chỉ cần thời gian vừa đến, Thiên sư Đường tuyệt đối sẽ phát giác đến nơi này dị thường định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Nói cách khác, bọn họ chỉ muốn ở chỗ này kiên trì đến sáng ngày mốt là được rồi, loại thời điểm này tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Hắn vừa mới nói xong, sắc mặt của mọi người lập tức dễ nhìn chút, có thể lại có chút bận tâm trận pháp này. Có thể. Có thể chống đến ngày sau sao? Một nhất định có thể. Hắn lớn tiếng trả lời, ánh mắt lại vô ý thức hỏi thăm giống như nhìn về phía bên cạnh Vân Hiệu. Vân Hiệu trầm mặt một hồi, đành phải phối hợp nhẹ gật đầu, ân. Đám người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, yên lòng. Đến là Vân Hiệu sắc mặt chìm xuống, không có bọn họ lạc quan như vậy, trận pháp kiên trì đến sáng ngày mốt đương nhiên là không có vấn đề. Mấu chốt là bên ngoài những cái kia âm thi, sẽ chờ cho đến lúc đó sao? Nàng quay đầu nhìn lướt qua bên ngoài sắc mặt giữ tận âm thi bày, nghĩ đến đột nhiên mất đi hiệu lực truyền tống phù luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy thiên sư đường thật sự đuổi gấp sao đang nghĩ ngợi một đạo mang theo chút vội vàng giọng nam đột nhiên vang lên vân đạo hữu vân đạo hữu ngươi có thể nghe được sao thanh âm gì đứng ở bên cạnh lão đầu sững sờ cùng chúng người đưa mắt nhìn nhau một hồi cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở vân hiệu trên thân nha đầu thanh âm kia giống như là từ trên người ngươi đến Vân Hiệu ngẩn ngơ, bốn phía tìm tìm, hồi lâu mới móc ra một khối tấm bản gỗ, kia là nàng dự thi trà bài, thanh âm chính là từ bên trong phát ra tới. Ngươi trà bài là màu tím. Đường thần liếc thấy nàng trà bài màu sắc khác nhau, ngay sau đó một mặt không dám tin mở to hai mắt, ngươi. Ngươi là thiên sư đường dám tra sư trưởng. Chỉ có sư trưởng trà bài mới có thể là màu tím. Cái gì? Đám người cũng kịp phản ứng, ánh mắt đều lã tả định trên thân nàng, tự như thấy được hy vọng, ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Thiên sư đường trận thứ ba khảo hạch, từ trước đến nay sẽ an bài một vị tu vi thất hoa trở lên giám tra sư trưởng, lấy đệ thân phận của tử tiến vào trường thi, không có ai biết người này đến cùng là ai. Nhưng hắn lại âm thầm khảo tra tất cả mọi người hành vi, một cái có thế để tránh cho phẩm hạnh thấp kém người là thông qua khảo hạch ám toán người khác, thứ hai có thể bảo hộ thí sinh an toàn mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng đây là cơ hồ là tất cả môn phái đệ tử đều biết quy tắc bình thường giám tra sư trưởng đều sẽ tuyển cái không thế nào thu hút thứ tự trên đỉnh không nghĩ tới lúc này giám tra sư trưởng sẽ cao như vậy điều trực tiếp đỉnh hạng nhất trong lúc nhất thời trong mắt mọi người cũng không khỏi đến mang tới chút cung kính bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy vân hiệu cái quỷ gì lần đầu tiên tới bên trên sách người biểu thị hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng trong tay trà bài bên trong, lại lần nữa truyền đến thanh âm, vân đạo hữu. Ta là tiêu hằng nhất A, à, ngươi có thể nghe được sao? Là tiêu trưởng lão. Thiên sư đường chuyên tu trận pháp 3 tháng thiên sư. Vân hiệu vẫn chưa trả lời, bên cạnh liền có đệ tử lên tiếng kinh hô, đối với thân phận của nàng càng thêm xác định. Vân hiệu lập tức nhớ tới là ai, không phải liền là trận thứ hai cái kia dám khảo một trong sao thế là trực tiếp trả lời nói, ta là Vân Hiệu. Vân Đạo Hữu. Thanh âm kia vui mừng, lập tức tiếp tục mở miệng nói, cuối cùng liên hệ với ngươi, thiên sư đường truyền tống trận mất hiệu lực, lão phu nghiên cứu nửa ngày, tìm không có phục sửa phương pháp, hao tổn tâm cơ mới kết nối cái này đưa tin bài liên hệ với ngươi, vân đạo hữu ngươi nếu là tại cái này. Hắn đích đấy qua rồi nói một tràng, lại một câu đều chưa hề nói đến giờ bên trên, có thể bây giờ nhìn không nổi nữa sau một khắc từ đường chủ thanh âm lập tức chen vào. Vân đạo hữu, ta là từ thanh gió, các ngươi bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những đệ tử kia còn an toàn. Mọi người tạm thời đều vô sự. Vân hiệu quét chúng đệ tử một chút, tiếp lấy đem tình huống chung quanh kỹ càng nói một lần. Âm thi. Nghe được cái từ này, từ đường chủ cũng là sững sờ. Hắn cho tới bây giờ không biết trên đời lại còn có loại vật này, người bình thường tử hồn cách chưa từng nghe nói còn có đem hồn phách cưỡng ép lưu tại thể nội phương pháp việc này không đơn giản có thể so với bọn hắn suy nghĩ càng thêm nghiêm trọng nhớ tới những cái kia bên trên sách đệ tử từ đường chủ chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt trầm giọng giao phó nói còn xin vân đạo hữu hỗ trợ coi chừng một chút những đệ tử này thiên sư đường trưởng lão đã tại trên đường chạy tới chậm nhất buổi sáng ngày mai liền có thể đến bốn mùa thôn trước đó nhớ lấy không thể để bọn hắn làm ẩu hắn cái này vừa nói ở đây đệ tử đều dùng dập nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra chút vui mừng có trưởng lão tới bọn họ liền an toàn vân hiệu chính phải đáp ứng một đạo âm trầm thanh âm lại đột nhiên từ bên ngoài truyền đến đáng tiếc a à, các ngươi các loại không cho đến lúc đó đám người sững sờ vô ý thức quay đầu nhìn ra phía ngoài chỉ thấy vừa mới còn vây lít nha lít nhíp âm thi bày đột nhiên hướng phía hai bên tránh ra một con đường, một nam tử chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Hắn một thân áo xanh, so với cái khắc độ cao hư thối như là zombie thôn dân tới. Hắn rõ ràng muốn hoàn chỉnh được nhiều, hơn nữa còn không là trước kia thôn trưởng cái chủng loại kia ngụy trang hoàn chỉnh. Toàn thân hắn đều cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ là trên mặt có chút khác biệt. Má phải thượng kháng chính là văn nhược bộ dáng thư sinh, mà má trái lại máu thịt be bét, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng tản ra hôi thối hắn sờ lên mình nửa bên bạch cốt mặt đột nhiên nhấc lên một cái âm trầm nụ cười dùng đến nhìn đồ ăn ánh mắt quét về phía đám người nói thật vất vả mới đem các ngươi dẫn đến nơi đây chúng ta như thế nào lại tùy tiện để các ngươi rời đi đám người chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh ẩn ẩn tạo thành lấy vân hiệu làm trung tâm trạng thái cảnh giác nhìn đối phương không cần nghĩ người này hẳn là những ngày âm thi đầu mục nam tử ánh mắt lại càng ngày càng lửa nóng dường như nhịn không được liền muốn nhào lên đồng dạng vừa đi vừa về đảo qua thân thể của mọi người chúng ta đã thật lâu không có gặp được các ngươi dạng này thân mang linh khí huyết nhục ăn các ngươi nhất định có thế để chúng ta sống thêm cái mấy trăm năm mọi người nhất thời sắc mặt có chút phát xanh quả nhiên mục đích của bọn hắn chính là vì ăn bọn họ bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 64 Khích tướng chi pháp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 064 Khích tướng chi pháp, các ngươi đã từng cũng là người đi, bây giờ lại chỉ có thể lấy đồng loại huyết nhục mà sống, vậy cũng là sống sao? Vân hiệu quét bốn phía những cái kia cũng sớm đã không có hình người thôn dân một chút, cho dù trong cơ thể còn có hồn phách, cũng đã không thể xưng là người. Ha ha ha! Nam tử cười đến càng thêm vui sướng, hoàn toàn không để ý đến nàng mỉa mai, ngược lại một mặt đắc ý nói, chúng ta làm nhưng đã không phải là phàm nhân rồi, trời thần ban cho chúng ta vĩnh hằng tuổi thọ, để chúng ta thoát ly luân hồi thống khổ. Chúng ta là thụ thiên thần chiếu cố chủng tộc, mà các ngươi chỉ xứng làm lương thực của chúng ta mà thôi. Vân Hiệu ánh mắt chìm xuống, tiếp tục châm chọc nói, thiên thần. Cái gì thiên thần có thể đem các ngươi biến thành như thế cái quỷ bộ dáng, xem ra các ngươi thiên thần năng lực cũng chả có gì đặc biệt. Im ngay. Nam tử đột nhiên nổi giận, con mắt lập tức huyết hồng, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chăm chú về phía hắn, liên tiếp cái khác âm thi cũng bắt đầu rối loạn lên, thỉnh thoảng hướng nàng phát ra vài tiếng gầm rú, chỉ là một phàm nhân, lại dám khinh nhờn chúng ta thiên thần. Khó trách ta nói sai sao? Vân Hiệu lấy lại bình tĩnh, không sợ chết tiếp tục quán trở về, các ngươi là cảm giác đến hình tượng của mình rất xem được không? Muốn hay không cho tổ chức cái cuộc thi hoa hậu cái gì? Các ngươi đều xấu như vậy, tướng tất kia cái gì thiên thần, càng là xấu nhìn thấy không được người. Ngươi, nam tử khó thở, một bộ muốn xông vào đến, lại kiên kỵ trận pháp bộ dáng, hé mở vốn là giữ tợn mặt, này lại đều sắp tức điên, hít sâu một hơi nói, tốt. Đã ngươi cầm ý muốn chết, vậy tối nay liền từ ngươi bắt đầu, ăn trước tịnh huyết nhục của ngươi, lại dùng cầm hồn phách của ngươi, tế tự chúng ta thiên thần. Đến A, à, coi là lão tử sợ ngươi sao? Có loại hiện tại liền đến. Vân hiệu nhưng không có lý uy hiếp của hắn, ngược lại tiến lên một bước, càng thêm phách lối khiêu khích nói, làm sao? Các ngươi thiên thần là con rùa đen rút đầu, không dám chính diện gian thiên sư đường. Sẽ chỉ đùa nghịch chút âm mưu quỷ kế đúng hay không? Ngươi! Nam tử càng thêm tức giận, toàn thân đều rung rẩy lên, trong mắt sát ý càng là sắp ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía những cái kia âm thi càng là bạo động đến kịch liệt, dường như sau một khắc liền muốn không quan tâm xông tới, cùng Vân Hiệu liều mạng. Nha. Nha đầu. Bên cạnh lão đầu lo lắng giật giật nàng, trước kia cũng không gặp nàng vọng động như vậy a. À. Liên tiếp đệ tử khác cũng tất cả đều bất an nhìn hướng về phía Vân Hiệu, Đường Thần càng là nhịn không được thấp giọng nói. Ngươi cần gì phải? Chọc giận hắn. Vạn nhất bọn họ nếu là thật gấp, vọt thẳng tiến đến, mặc dù có trận pháp bọn họ cũng không chiếm được lợi ích a. À. Vân Hiệu nhưng không có để ý đến bọn họ, ngược lại vượt quán vượt khởi kình, chuyển điều lạnh hừ một tiếng, thái độ mười phần khí trương, hừ, còn từ thổi cái gì thiên thần. Không dám ra đến coi như xong, còn cần các ngươi bắt người đến tế tự, các ngươi thiên thần có phải là không dứt sữa a? À? Ngậm miệng nam tử rốt cục nhịn không được, trực tiếp một chưởng đánh tới, lập tức một đoàn hắc khí trong nháy mắt bay đi, lại nhưng vẫn bị trận pháp ngăn trở, nam tử hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái khinh nhần thiên thần sâu kiến, liền đợi đến thiên phạt gia thân đi. Đến A, à, ta chờ. Vân Hiệu cười lạnh một tiếng, các ngươi thiên phạt là dựa vào miệng pháo sao? Có bản lĩnh đem các ngươi thiên thần kêu đi ra. Yên tâm, các ngươi một cái đều chạy không thoát, trời tối lúc chính là ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Nam tử ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm vân hiệu, rằng từng chữ một, đến lúc đó ta tất sẽ đích thân đem các ngươi đưa vào tổ từ, dùng hồn phách của các ngươi tỉnh lại chúng ta thiên thần. Hắn nhất nhất đảo qua trong phòng đám người, thần sắc càng thêm âm trầm kinh khủng, từng chữ đều giống như mang theo âm hàng chi khí, thẳng hướng thực chất bên trong chui, đám người không khỏi cùng nhau rung lên một cái. ồ đến là vân hiệu đột nhiên thanh âm một thấp, trong lúc nhất thời kia phách lối khiêu khích tư thái, giống như trong nháy mắt tất cả đều thu vào. Lại biến trở về trước đó cái kia nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, ngữ điệu bình tĩnh nói, nguyên lai các ngươi cái kia thần, trốn ở tổ từ bên trong, chỉ có thể ở trời tối sau mới có thể tỉnh lại. a à, cái gì? Nam tử sắc mặt lập tức tái đi. Đa tạ ngươi cung cấp tình báo. Vân Hiệu hướng hắn nhẹ gật đầu, một mặt chân thành nói cám ơn, nhưng sau đó xoay người lần nữa cầm lên bên cạnh thân trà bài, trầm giọng giao phó nói: Tiêu trưởng lão, ta lại ở chỗ này bày ra phá chướng trận, nhưng chỉ có ba hơi thời gian, có thế lần nữa liên thông thiên sư đường, người đem trận pháp truyền tống cải biến đến liên thông bên này hình thức, cùng ta đồng thời khải trận. A. À, tiêu Hằng nhất sửng sốt một chút, liên tiếp bên kia, không phải muốn đem đệ tử trả lại sao? hồi lâu lập tức lại phản ứng lại ta hiểu được lập tức bên cạnh từ đường chủ cũng kịp phản ứng vội vàng giao phó bên cạnh đệ tử nói đi tranh thủ thời gian kêu lên tất cả còn đang đường bên trong trưởng lão tới đây tụ hợp ba hơi thời gian hoàn toàn chính xác không có cách nào đem tất cả đệ tử truyền tống về đến nhưng là đem mấy người bọn hắn trưởng lão truyền tống đi qua lại dư xài những cái kia âm thi mặc dù khó chơi nhưng có bọn họ những trưởng lão này tại, giải quyết đến là không có vấn đề. Bên này Vân Hiệu đã bắt đầu vải phá, nàng bày trận tốc độ cực nhanh, không giống cái khác sửa trận người, cần dừng lại lặp đi lặp lại tính toán, mọi người thấy nàng chỉ là tùy ý huy động trận kỳ, không chút nghĩ ngợi đặt ở một chút vị trí, trừ ngẫu nhiên cần linh khí hỏa pháp phù thời điểm, chỉ huy bạch duyệt họa một chút bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bên ngoài âm thi nhóm hiển nhiên cũng nhìn ra tính toán của nàng, lập tức hoảng loạn lên, người đàn ông đầu lĩnh kia càng là sắc mặt dữ tợn trống to nói, ngươi muốn làm gì? Dừng lại, mau dừng lại. Hắn vội vàng chỉ huy bốn phía âm thi, không công kích liều mạng lên phòng chung quanh trận pháp tới. Vân hiệu trấn định tự nhiên, liên tiếp sắc mặt đều không biến động đồng dạng vải lấy mình trận pháp. Không đến nửa khắc đồng hồ công phu, trận pháp liền đã nhanh phải hoàn thành. Tiêu trưởng lão, ta số 321, chúng ta cùng một chỗ khải trận. Được rồi, vân đạo hữu. Tiêu hàng nhất bên kia rõ ràng cũng đã chuẩn bị xong. Vân hiệu lúc này mới cầm lấy một lần cuối trận kỳ, lớn tiếng số nói, 3, 2, 1. Tiếp lấy trực tiếp đem một lần cuối trận kỳ cắm vào mặt đất. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo bạch quang phóng lên tận trời, bầu trời đột nhiên truyền đến răng rắc răng rắc có cái gì vỡ vụn thanh âm cùng một thời gian một cái trận pháp truyền tống, xuất hiện ở trong viện trên đất trống, theo bạch quan giảm đi, trước mắt lập tức nhiều mấy thân ảnh, từng cái thân mang thiên sư đường thống nhất áo trắng, trên thân không phải hoa văn phù văn hoa, chính là treo nguyệt, không nhiều không ít, hết thảy 10 cái, đều nhịp đứng ở đông đảo khảo hạch đệ tử phía trước. Ở giữa nhất chính là thiên sư đường đường chủ từ thanh gió, sắc mặt hắn thâm trầm, đầu tiên là quét đầy bụi đất chúng đệ tử một chút, lại đối bên cạnh vân hiệu nhẹ gật đầu, sau đó mới ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước âm thi bày trực tiếp vung tay lên nói thiên sư đường đệ tử nghe lệnh theo ta trừ tà diệt bọn nó vâng đường chủ mười đạo thân hình lóe lên trực tiếp liền hướng phía đối diện âm thi liền xông ra ngoài trong lúc nhất thời hiện trường tất cả đều là pháp phù cùng thuật pháp quan mang thiên lôi địa hỏa linh quan tề phát đem bốn phía phản chiếu một mảnh sắc thái lộng lẫy bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Tà thần xuất thế Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 065 Tà thần xuất thế cùng thuần túy âm hồn khác biệt, âm thi mặc dù sớm đã chết đi, nhưng thân thể vẫn còn ở đó. Trừ trừ tà phù bên ngoài, công kích của nó pháp phù có thể tạo được tác dụng rất ít. Cho nên một phen đánh nhau xuống tới, mặc dù những cái kia âm thi liên tục bại lui, nhưng là không có gì quá lớn tổn thương. Bạch Duật đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nhắc nhở nói, dùng dẫn lôi chi pháp, bọn nó sợ thiên lôi. Tất cả trưởng lão sững sờ, lập tức thu hồi phù chú, đổi thành trực tiếp trích dẫn thiên lôi. Trong lúc nhất thời tiếng sấm ầm ầm vang tận mây xanh, đạo mấy ngày lôi rơi xuống. Trước mắt không chết âm thi lập tức đổ mảng lớn, tiến độ một chút thêm nhanh hơn không ít. Bên kia dẫn đầu thanh niên biến sắc, liên tiếp kia hé mở hoàn hảo mặt, cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, hung hăng trừng đám người một chút, mới lớn tiếng hướng phía nói, các ngươi những này khinh nhờn thần linh phàm nhân, thiên thần nhất định sẽ giáng tội tại các ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Lão đầu trực tiếp ngắt cái trên trời rơi xuống thuật, ầm ầm một cái lôi liền đập tới. Thanh niên kia giật mình, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, nhưng vẫn là bị sét đánh bên trong, nửa cánh tay lập tức liền biến thành cháy đen sắc sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn, trong mắt hận ý đều nhanh tràn ra tới, nhưng không có đánh tới, ngược lại vung tay lên, quay người liền hướng phía trong thôn phương hướng chạy tới. Rút lui. Cái khác âm thi nhận được mệnh lệnh, gào thét một tiếng, dùng dập hướng về nơi đến phương hướng chạy trốn. Không thể để cho bọn họ chạy thoát, đuổi theo. Từ đường chủ nhíu nhíu mày, đang muốn mang theo tất cả trưởng lão đuổi theo. Từ đường chủ. Vân Hiệu lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói, đi trước trong thôn tổ từ, nếu như không có đoán sai, đem bọn hắn biến thành âm thi đồ vật, liền giấu ở chỗ nào. Sau khi trời tối liền sẽ thức tỉnh, thừa dịp hiện tại. Từ đường chủ sửng sốt một chút, lập tức lại kịp phản ứng, đáy lòng lập tức siết chặt, có thể đem người hồn phách cưỡng ép khóa tại thể nội biến thành âm thi, kia chứng minh đối phương khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật, thậm chí cùng những này âm thi khác biệt, tuyệt đối không thể để nó xuất thế thế là trực tiếp quay đầu giao phó nói tiêu trưởng lão lý trưởng lão các ngươi coi chừng tốt chúng đệ tử đừng để mọi người đi rời ra chúng ta đi tìm trong thôn tổ từ nơi này quá mức nguy hiểm không thể đem đệ tử lưu lại nơi này chỉ có thể cùng một chỗ mang lên đám người nhẹ gật đầu lúc này mới cùng một chỗ đi theo mặc dù nhiều người nhưng là trong thôn tổ từ vị trí lại rất dễ tìm cơ hồ là tiến đến trong thôn liếc mắt liền thấy được tòa kia hoàn toàn cùng phòng bọn hoác tử không giống tổ từ tương đối so sánh tại cái khác cũ nát phòng ốc tổ từ tu được 10 phần xa hoa mà lại hương hỏa cường thịnh xem xét chính là thường xuyên có người bái tế đám người rất xa liền có thể nghe được hương hỏa khí tức chỉ là cổ khí tức kia cùng phổ thông miếu thờ bên trong khác biệt luôn cảm thấy mang theo một cổ nồng đậm mùi hôi thối đặc biệt là chung quanh phòng vây quanh một tầng nồng đậm tà khí đem toàn bộ phòng đều bao khỏa trong đó. Tà khí lại có nặng như vậy. Từ Đường chủ có chút kinh ngạc nhìn bốn phía hắc khí, chân mày nhíu chặt hơn, nhìn cái khác mấy cái trưởng lão một chút, liền trực tiếp vọt vào. Vốn là muốn tìm ra vật kia, trong phòng lại trực tiếp lại xông ra 10 cái âm thi. Không nghĩ tới vừa mới những cái kia chạy mất âm thi, không có thừa cơ chạy ra thôn, ngược lại toàn bộ tụ tập đến nơi này, liền ngay cả cái kia dẫn đầu nam tử cũng ở trong đó sắc mặt hắn có chút bối rối, lại như cũ lớn tiếng uy hiếp nói, các ngươi dám can đảm xâm nhập cấm địa, nhiễu thiên thần thanh tĩnh. Lấy ở đâu kia nói nhảm nhiều. Tiêu Hằng nhất cũng nghe được phiền, chúng ta chính là đến thu thập các ngươi kia nhiễu loạn sinh tử tà thần. Nói xong trực tiếp chiêu đạo thiên lôi liền bổ tới, kỳ quái chính là, lần này thiên lôi lại không có đánh trúng hắn, ngược lại bị từ đường bốn phía tà khí trực tiếp thôn phệ hết. Ha 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 nam tử kia một mặt đắc ý, cười lạnh nhìn xem đám người nói, có thiên thần phù hộ, các ngươi chút sâu kiến là không đã thương được chúng ta. Mọi người sắc mặt trầm xuống, tiêu hằng nhất nghĩ nghĩ, móc ra mấy cái trận kỳ nói, đường chủ ta cùng vân đạo hữu bày trận tịnh hóa tà khí, còn xin các ngươi tạm thời kiềm chế lại những này âm thi. Được. Từ đường chủ gật đầu, không có tà khí, những này âm thi tự nhiên không đủ là, thế là quay đầu nhìn về phía vân hiệu nói, làm phiền vân đạo hữu vân hiệu cũng không có chối từ nhẹ gật đầu liền theo tiêu hằng nhất đi bày trận còn thuận tay lôi đi lão đầu dù sao trên người nàng không có linh khí có lẽ là thụ nơi này nồng đậm tà khí ảnh hưởng những cái kia âm thi trở nên càng thêm hung tàn liền ngay cả trừ tà phù đều phái không lên chỗ dụng võ gì âm thi thân bên trên tà khí càng là tăng lên gấp bội lại thêm bọn họ còn vừa muốn bận tâm sau lưng đệ tử cho nên trong lúc nhất thời còn thật sự không cách nào hoàn toàn thu thập hết những này âm thi. Cũng may tiêu trưởng lão cùng vân hiệu bày trận tốc độ cực nhanh. Không đến nửa khắc đồng hồ công phu, một cái tịnh hóa trận liền xuất hiện ở tổ từ dưới mặt đất, tầng kia đậm đến tan không ra tà khí bắt đầu tiêu tán. Thiếu đi tà khí gia trì, âm thi hành động cũng bắt đầu chậm lại. Từ đường chủ cho cái khác người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dành thời gian triệu ra số đạo thiên lôi, ầm ầm đập tới nguyên bản cả phòng âm thi trong nháy mắt đổ mảng lớn biến thành từng cổ sắt chết cháy các ngươi dám can đảm dẫn đầu nam tử trong mắt kinh hoảng càng tăng lên quét đám người một chút phất tay hướng phía chúng âm thi nói cản bọn họ lại không thể để cho bọn họ quấy rầy thiên thần vừa mới nói xong những cái kia nguyên bản có chút ý sợ hãi âm thi lần nữa không quan tâm lao đến mà trong phòng nam tử lại quay người quỳ gối một tôn thấy không rõ hình dạng thần tượng trước, lớn tiếng cầu khẩn, cầu thiên thần phù hộ tộc ta, hạ xuống thần tích trừng phạt những này cả gan làm loạn phàm nhân. Cầu thiên thần phù hộ tộc ta. Nói xong đông 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 đập ngẩng đầu lên. Bên này thiên sư đường tiến công lại càng thêm cấp tốc, từ đường chủ trực tiếp tế ra một trương tử phù, lôi quan chói mắt lập tức như là một trương lôi võng, hướng phía âm thi bổ tới, mảng lớn âm thi trong nháy mắt hạ như sủi cảo bị đánh ngã xuống đất. Mắt thấy cái kia trương lôi võng vượt thu càng chặt, liền muốn hướng ở giữa từ đường quét tới, đột nhiên một đạo nồng đậm hắc khí, từ trong nhà vọt ra. Trong nháy mắt xông phá từ đường chủ lôi quang, nguyên bản màu trắng lôi võng lập tức xoẹt một chút ngầm xuống dưới. Hắc khí kia lại càng ngày càng đậm, thậm chí xông phá bốn phía tịnh hóa trận, pháp trận răng rắc một tiếng phá vỡ, trên đất trận kỳ càng là trực tiếp bẻ gãy, liên tiếp tiêu hằng nhất trong tay áp trận chi khí cũng trực tiếp vỡ vụn ra. Đây là... Cẩn thận! Hắn còn không có kịp phản ứng, Vân Hiệu trực tiếp túng hắn một thanh, đem hắn từ trong trận pháp tách rời ra. Tiêu hằng nhất chỉ cảm thấy bên cạnh thân có cái gì gào thét mà qua, bên cạnh thân lập tức xuất hiện một cái hố to, bốn phía sót lại một tia hắc khí. Hắn giật nảy mình, như là vừa vặn không có thối lui, cái này hố liền muốn ra hiện ở trên người hắn. Thắng vốn là tại trận trên mắt, cái này vừa lui toàn bộ tịnh hóa trận cũng triệt để hỏng mất. Đây là cái gì? Không chỉ là tiêu trưởng lão, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, đây tuyệt đối không phải phổ thông âm khí, nếu không tại sao có thể xông phá tịnh hóa trận? Không chờ nghĩ lại, mặt đất lại đột nhiên một trận lắc lư, phản phất có cái gì đang muốn từ lòng đất chui ra ngoài đồng dạng. Từ đường chủ biến sắc lớn tiếng nhắc nhở nói, lui ra phía sau đám người lúc này đến là phản ứng cấp tốc, dồn dập lui ra mấy chục trượng. Sau một khắc từ đường bốn phía mặt đất, bắt đầu từng khúc nứt ra, càng thêm nồng đậm hắc khí chính từ bên trong lộ ra tới. Quỳ gối từ đường trước dẫn đầu âm thi, lại con mắt to trợn, một mặt hưng phấn lớn tiếng nói, thiên thần hiển linh, hiển linh. Các ngươi chết chắc. Mời thiên thần phù hộ tộc ta, trừng phạt. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo màu đen khí tức bay thẳng hướng nam tử, trong nháy mắt xuyên ngực mà qua. Dẫn đầu nam tử liền kinh hô cũng không kịp, toàn bộ thân hình trong nháy mắt khô quắc biến hình, tính cả hồn phách một khối, không đến hai hơi thời gian liền bị hút cạn sạch sành xanh, biến thành tro bụi. Tình huống như thế nào? Đấu tranh nội bộ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Triệu hoáng tiên thần Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 066 Triệu hoán tiên thần đám người còn không kịp phản ứng, sau một khắc hắc khí kia lại xuất hiện lần nữa, lúc này lại là hướng phía còn lại những cái kia âm thi đi, hắc khí kia hóa thành mấy đạo lưỡi dao bình thường hắc tuyến, đem trong phòng tất cả âm thi toàn bộ thôn phệ, không đến trong phiến khắc, toàn bộ âm thi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khô quắc biến mất, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, so với trước đó bị từ đường chủ bọn họ công kích tới, làm cho càng thêm thảm liệt, trên mặt còn lưu lại vẻ mặt không thể tin, liền bị hút hầu như không còn. Thiên thần Vì cái gì? Đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thời gian, trong phòng tất cả âm thi đều bị hút sạch sẽ. Không được từ đường chủ biến sắc trong nháy mắt kịp phản ứng bên trong vật kia hút ăn những này âm thi hồn phách muốn trước thời gian xuất thế mọi người nhất thời biến sắc mặc dù không biết kia rốt cuộc là cái gì nhưng tất không phải vật gì tốt nhanh nhất định phải tác pháp ngăn chặn nó từ đường chủ cao giọng nhắc nhở một câu cũng không có giữ lại trực tiếp móc ra mấy trương tử phù liền hướng phía đối diện ném tới các trưởng lão khác cũng kịp phản ứng đồng thời bắt đầu kết ấn tác pháp. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, mảng lớn hắc khí đột nhiên phóng lên tận trời. Toàn bộ từ đường trong nháy mắt sụp đổ, nồng đậm hắc khí trực trùng vân tiêu, che khuất bầu trời bao phủ lại toàn bộ chân trời. Rõ ràng là ban ngày, bầu trời lại đột nhiên tối xuống, giống như là một nháy mắt từ ban ngày quá độ đến buổi tối. Không đến nửa khắc đồng hồ công phu, bốn phía đã một mảnh lờ mờ mặt đất lắc lư đến càng thêm lợi hại, hắc khí kia bắt đầu hội tụ, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vật kia cực cao, như núi lớn lập giữa thiên địa, toàn thân đen nhánh tản ra nồng đậm âm u khí tức, thấy không rõ hình dạng, đám người lại chỉ cảm thấy một cổ to lớn cảm giác áp bách đánh tới, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Từ đường chủ cắn răng một cái, ngạnh kháng trụ kia cổ không khỏi cảm giác áp bách, lớn tiếng nói, tất cả trưởng lão, theo ta bày ra phong tà ấn. Nói trực tiếp cắn nát giữa ngón tay, bắt đầu bấm quyết niệm chú. Các trưởng lão khác nghe xong cũng kịp phản ứng, lập tức xếp thành một hàng, dùng dập bắt đầu kết ấn vẽ bùa, cùng nhau bắt đầu ngâm xướng pháp chú. Huyền thanh ở trên, nguyên tổ bảo hộ, vạn pháp về dương, chư tà bất xâm, phong ma trấn linh. Trong nháy mắt bạch quan sáng rõ, không trung lập tức xuất hiện số đạo kim sắc xiền xích, thẳng hướng lấy đối phương kia cự lớn như núi cao bóng đen bay đi, trùng điệp quấn quanh đi lên, mắt thấy kia xiền xích liền muốn thu nạp, đột nhiên một đạo âm lãnh nam âm vang lên. Ngu xuẩn. Thanh âm không lớn, lại như là gần ở bên tai, trong nháy mắt tại tất cả mọi người trong ốc vang lên. Sau một khắc, mười vị trưởng lão tề lực bày ra phong tà ấn, còn chưa kịp hoàn thành, đột nhiên khen một tiếng cùng nhau đứt gãy ra. Đám người chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn bàn bạc linh lực trực tiếp bắn ngược trở về, mấy người thân hình thoát một cái, cùng nhau phun ra một nguồn máu. Từ đường chủ, đằng sau đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô, liên tiếp thiên sư đường trưởng lão liên thủ đều không đối phó được, kia rốt cuộc là cái gì? Vân Hiệu cũng thuận tay viện chặt bên cạnh tiêu trưởng lão, theo bản năng dựng một chút đối phương mạch môn, phát hiện hắn khí tức trong người cực loạn, kinh mạch nghịch hành. Giống như là bị cái gì? Phản vệ rồi làm sao lại như vậy? Từ đường chủ lan sạch hai bước, mới hiểm hiểm ổn định thân hình, một mặt không dám tin nhìn về phía đối diện quái vật khổng lồ, vì cái gì phong tà ấn sẽ hoàn toàn không có có hiệu quả, hơn nữa còn phản vệ trở về, chẳng lẽ đối phương không phải tà ma sao? Thanh âm âm lãnh kia lại vang lên lần nữa, như là thiên âm bình thường vang tận mây xanh, ta chính là thượng giới thiên thần, ngu muội phàm nhân dám can đảm làm càng. Chỉ có lòng thành cung phụng tại ta, ta mới có thể khoan thứ lỗi lầm của các ngươi, cũng ban ân các ngươi vĩnh sinh thân thế. Vĩnh sinh. Mọi người sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt nghĩ đến đám kia chết thảm âm thi, lập tức chỉ cảm thấy buồn nôn. Ngươi cái tà vật, chớ muốn ở chỗ này mê hoặc nhân tâm. Từ Đường chủ trực tiếp cao giọng phản bác nói, chúng ta Huyền môn đệ tử tuyệt đối sẽ không để ngươi lại tai họa nhân gian. Nói xong không để ý thương thế trên người, lần nữa móc ra trấn tà linh phù. Các trưởng lão khác cũng đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt mấy chục đạo linh phù hóa thành một cái cự đại pháp phù ấn, hướng phía đối diện phương hướng bay đi. Thế nhưng lại hoàn toàn không có có hiệu quả, nguyên bản uy lực kinh người pháp phù đánh vào bóng đen kia phía trên, như là ném vào trong nước diêm, xoẹt một chút liền diệt, hoàn toàn không có tác dụng. Đám người đều ngây dại, rõ ràng tản ra nồng như vậy tà khí, vì sao trấn tà linh phù lại đối với hắn hoàn toàn vô hiệu? Chẳng lẽ hắn thật sự thành thần rồi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều hơi trắng bệch. Hừ. Khi to lớn thân ảnh phát ra cười lạnh một tiếng, bốn phía kia cổ không khỏi cảm giác áp bách càng đậm, có thiếu đệ tử đều nhịn không được trực tiếp quỳ xuống, liên tiếp tất cả trưởng lão cũng là miễn cưỡng chèo chống, đối diện lại gần từng chữ một, hoặc là tâm phục khẩu phục, hoặc là chết. Vừa mới nói xong, kia bóng đen to lớn bên trong, lập tức bắn ra mấy đạo hắc tuyến, hướng lấy bọn hắn công kích tới. Tất cả trưởng lão ánh mắt đột nhiên trợn to, nhận ra đây chính là trước đó hút khô rồi những cái kia âm thi chiêu kia, trong tim trì trệ, dùng dập móc ra phòng ngự phù gọi ra kết giới chặn công kích, trừ. Vân Hiệu Tất cả trưởng lão vốn là đứng tại phía trước nhất, mà Vân Hiệu vừa mới vì bày trận, một mực đi theo tiêu hằng nhất bên cạnh, lúc này đương nhiên cũng không có ngoại lệ hết lần này tới lần khác trên người nàng phòng ngự phù vì ngăn trở những cái kia âm thi, toàn dáng tại trước đó phòng nhỏ bên kia, tăng thêm nàng vốn là không có huyền mạch, bây giờ căn bản phòng ngự không được. Nha đầu Lão đầu cái thứ nhất phát hiện vấn đề, lên tiếng kinh hô, muốn chạy tới, cũng đã không còn kịp rồi. Vân đạo hữu Tiêu hằng nhất cũng giật nảy mình. Từ đối với nàng nói pháp tín nhiệm, tự nhiên cũng không có giúp nàng phòng ngự. Vân hiệu MMP mắt thấy hắc khí kia càng ngày càng gần, liền muốn đưa nàng hoàn toàn xuyên thủng, nàng cắn răng một cái, đành phải móc ra trước khi ra cửa. Tổ sư gia cho tấm linh phù kia, nhìn cũng không kịp nhìn, trực tiếp mù mấy đi ném ra ngoài. Đột nhiên một vệt kim quang trong nháy mắt sáng lên, như là lưỡi dao, trong nháy mắt đem tất cả hắc khí một cổ buồn bực toàn bộ bức trở về. A, à. bên kia to lớn thân ảnh, đột nhiên hét thảm một tiếng thân hình một trận lắc lư lui về sau một bước, đây là vật gì? Chỉ thấy Vân Hiệu ném ra cái kia trương pháp phù, đột nhiên lăng không bay lên, hơn nữa còn càng lên càng cao, phát ra một mảnh chướng mắt kim quang. Đây chẳng lẽ là... Từ đường chủ không dám tin nhìn xem đột nhiên xuất hiện kim quang, đáy lòng lập tức toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ... Triệu thần phù. Tiêu trưởng lão lại trước một bước, thốt ra mà ra cái này rõ ràng nhất chính là thiên quan chỉ có triệu thần phù mới có cơ hội gọi ra thiên quan triệu thần phù tên như ý nghĩa chính là triệu mời thần linh pháp phù nhưng cũng là cấp thấp nhất pháp phù bởi vì tiên thần xa ở thiên giới cũng không phải là nói triệu liền có thể gọi đến nghe đồn chỉ có vận khí ngập trời người mới có thể đến tiên thần đáp lại thế nhưng là từ huyền môn tồn tại lên từ chưa có người từng thành công cho nên này phù hoàn toàn chính là cái gân gà, dần già đã không có sẻ họa này phù, dù sao trăm phần trăm triệu không tới. Nhưng hôm nay tình huống này, rõ ràng liền là có hiệu lực A uy. O, từ đường chủ cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Mắt thấy quan mang tức sắp biến mất, hắn lập tức lớn tiếng nhắc nhở nói, vân đạo hữu, nhanh niệm thỉnh thần chú. Nhanh! Các loại kim quang biến mất liền không còn kịp rồi. Vân hiệu sững sờ, cái này mới phản ứng được, lớn tiếng nói, "Thiên địa huyền môn, trọng tế sinh linh, tru tà hàng ma, triệu mời thần linh." Nàng vừa mới nói xong, chướng mắt kim quang trong nháy mắt trực trùng vân tiêu, phá tan rồi trên không trùng điệp mây đen, tạo thành một đạo kéo dài tới chân trời cột sáng. Sau một khắc, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên không trung. Hắn toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, tuyệt sắc xuất trần trên mặt, mang theo khiến người không cách nào nhìn thẳng thiên uy toàn thân tiên khí lượng lờ, ẩn ẩn còn có thể nghe được chân trời truyền đến miễu miễu thiên âm. Hắn lăng không đứng thẳng ở không trung, rõ ràng không có làm cái gì, bốn phía tà khí lại dường như sợ hãi, hướng phía bốn phía thối lui. Hắn ánh mắt nhạt mạch, đảo qua trên mặt đất đám người, một tay cầm hai cây dài mảnh pháp khí, một tay cầm một cái. Bác! Vân Hiệu! Bạch Duật! Tu đạo cái gì, đột nhiên không muốn làm á quá thương mại mất thể diện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 Tà thần Hạ Tuyến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 067 Tà thần Hạ Tuyến tổ sư gia một màn này hiện, nguyên bản âm u chân trời dần dần khôi phục sáng tỏ, bốn phía tà khí dường như gặp được thắc tinh, liên tục bại lui liên tiếp kia cao tựa như núi cao tà thần cũng bắt đầu sợ hãi rung động bắt đầu chuyển động dạ uyên nhưng không có động liền ánh mắt đều không cho bên cạnh tà thần một cái nhàn nhạt đảo qua trên đất đám người sau đó ổn định ở ở giữa vân hiệu trên thân nhìn chằm chằm vào nàng nháy mắt cũng không nháy mắt rõ ràng một mặt nhạt mạch vân hiệu lại không có từ trước đến nay từ trên mặt hắn nhìn ra điểm ủy khuất thần sắc giống như cả người đều viết nói xong canh gà đâu vài cái chữ to vân hiệu khóe miệng giật một cái uống em gái ngươi canh gà a à, đến lúc nào rồi trong lòng không có điểm bức số sao cho thanh dương lưu chút mặt mũi được hay không ngươi ngươi là rộng tế thiên tôn bên kia tà thần lại lắc lư đến càng thêm lợi hại cả cái cự đại thân hình dường như muốn tan ra thành từng mảnh tràn đầy đều là e ngại không có sai chỉ có huyền môn thủy tổ mới có dạng này uy áp rộng tế thiên tôn thiên sư đường đám người cũng là cả kinh, có thế triệu mời đến tiên thần liền đã rất kinh người, không nghĩ tới đến vẫn là rộng tế thiên tôn sao. Đây chính là toàn bộ huyền môn thủy tổ. Nghe đồng liên tiếp các phái phi thăng tổ sư gia nhóm, đều cực ít có từng thấy hắn chân diện mục. Vân đạo hữu cứ như vậy. Tùy tiện đem người mời xuống tới rồi. Dạ uyên cuối cùng quay đầu nhìn về phía tà thần, lông mày lập tức nhíu, cái này một đại đà vô cùng bẩn là vật gì tiểu đồ tôn cũng là bởi vì cái này gọi hắn ra đây hắn vô ý thức mắt nhìn trên tay bát đũa không khỏi khó chịu không không có khả năng khi tà thần không dám tin một bên run rẩy một bên lên tiếng kinh hô ngươi không thể lại xuất hiện ở đây ngươi không phải đã dạ uyên sầm mặt lại lạnh lùng nói một chữ ồn ào ồn ào quá không thấy được người phiền lấy sao nói xong, trực tiếp liền đem trong tay cho bác ném ra ngoài. Chỉ thấy chén kia như ánh sáng bay ra, bành một tiếng, chuẩn xác đập vào trên người của đối phương, phô thiên cái địa uy áp liền hướng phía đối phương ép tới, tà thần liền kêu thảm cũng không kịp, như núi cao thân thể liền một tiếng ầm vang liền bị áp chế trên mặt đất. Cùng một thời gian, từng đạo thê lương quỷ kêu âm thanh truyền đến, chỉ thấy tà thần trong thân thể chính tranh nhau chen lấn chui ra từng cái âm hồn, những cái kia âm hồn cực yếu, có chút thậm chí trong suốt như giấy mỏng, giống như thổi liền tán. Những này là bị tà thần thôn vệ hồn phách. Lực lượng của nó vốn chính là đến từ những này thôn vệ hồn phách. Hiện tại những cái kia hồn phách bị tổ sư gia bước đi ra, cả người nó tựa như là bị đâm thủng khí cầu, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng độ thu nhỏ. Nó thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, toàn bộ thân hình đều ghé vào mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia âm hồn từ trong cơ thể bay ra ngoài. Cái này, cái này giải quyết. Thiên sư đường cùng huyền môn các đệ tử đều sợ ngây người, chiến đấu kết thúc quá nhanh, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Không khỏi liền đem ánh mắt tụ tập đến con kia còn đắp lên tà thần phía trên bát bên trên. Thật là lợi hại pháp khí. Từ đường chủ cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, chỉ dựa vào một kích liền đánh bại tà thần không hổ là tiên gia pháp khí. Tiêu trưởng lão cũng tấm tắt lấy làm kỳ lạ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thần khí. Huyền môn thủy tổ, hắn thật là rộng tế thiên tôn, không nghĩ tới lão hữu sinh thời, lại còn có thế nhìn thấy thủy tổ hiển linh. Ai có lưu ảnh thạch? Nhanh, nhanh nhớ kỹ. Lợi hại như vậy thần khí, chúng ta có thế truyền thừa đến một hai phân cũng coi là thiên đại phúc phận. Lưu ảnh thạch không có, nhưng ta có trương huyễn hình phù chờ ta tìm xem mau mau nhanh dùng bạch duật vân hiệu mờ giờ chết đây chẳng qua là thanh dương trong quán phổ thông chén canh mà thôi a à. vẫn là bạch duật dùng hai cái tiền đồng một cái mua một tặng một từ phiên chợ bên trên mua về mà thôi a à uy về đức về đức tà thần thôn vệ hồn phách lại đã hoàn toàn bị giả uyên uy áp bức đi ra nguyên bản kia to lớn thân hình đã biến mất hiện trường chỉ còn sót lại một đoàn nồng đậm hắc khí, liền thân hình đều không thể bảo trì. Không. Ngươi không thể giết ta. Mắt nhìn mình liền muốn biến mất, tà thần kinh hoảng lên tiếng, ta có thần cách, ta là thiên địa tán thành thần, dù cho ngươi là huyền môn thủy tổ, cũng sẽ phải gánh chịu trời phạt. Nói hắn tối đen như mực khí thể bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia kim quang, kim quang kia mặc dù yếu ớt lại như củ chặn dạ uyên uy áp, Dạ Uyên lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút kim quan kia, chỉ là khoát tay, bốn phía cùng uy áp trong nháy mắt tăng thêm, thu được một chút tín ngưỡng chi lực vật dơ bẩn, cũng dám tự xưng là thần. Không. Tà thần chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau một khắc đoàn kia hắc khí tính cả bên trong kim quan một khối, trực tiếp bị đánh tan biến mất vô hình. Nó mặc dù là tà thần, nhưng trong thôn thôn dân lại là thật tâm thờ phụng hắn, đem hắn tôn làm thần linh, năm này tháng nọ xuống dưới, đại lượng tín ngưỡng chi lực xác thực ngưng tụ thành nó thần cách chỉ bất quá những này đối với dạ uyên tới nói cây ép không quan tâm mà thôi tà thần vừa chết bốn phía tà khí tẩn tán bầu trời cũng lần nữa khôi phục sáng tỏ vạn trượng ánh nắng lập tức tán lạc xuống đám người chỉ cảm thấy quanh thân rét lạnh khí tức biến mất liên tiếp thân thể cũng bắt đầu mạng mạng ấm lại bầu trời dạ uyên lần nữa cúi đầu xuống ánh mắt chuẩn xác ổn định ở vân hiệu trên thân như cũ một mặt nhạt mạch, nhưng cả người đều tản ra một loại oán niệm khí tức, chưa ăn no cái chủng loại kia. Vân Hiệu sắc mặt đen đen, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Dạ Uyên lúc này mới bình thường một chút, sau một khắc thân ảnh mới hóa thành kim quang, chậm chậm bắt đầu tiêu tán đứng lên. Đám người rồi mới từ nhìn thấy huyền môn thủy tổ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, rõ ràng hắn đây là phải đi về, lập tức quỳ xuống, cùng nhau cao giọng nói, huyền môn đệ tử cung tiễn thủy tổ đa tạ thủy tổ hiển linh cứu giúp. Chưa chờ bọn hắn nói xong, không trung thân ảnh đã biến mất rồi. Cùng lúc Vân Hiệu bên cạnh thân nhiều một cái tiểu xảo ống trúc, bàn tay kích cỡ tương đương rất là không đáng chú ý, còn thỉnh thoảng lắc lư hai lần, tựa như đang nhắc nhở cái gì. Vân Hiệu liền vội vương tay đè ép ép ống trúc, ngăn cản nó tiếp tục loạn động. Biết rồi, biết rồi, biết ngươi là không. Liền không thể chờ một lát sau, đám người lại như cũ ức lấy đầu, một mặt hưng phấn nhìn xem không trung, thẳng đến bị Thái Dương thứ phải có bắn tỉa bất tỉnh, lúc này mới cúi đầu, nhìn hướng vừa mới tà thần biến mất vị trí. A, à, một vị trưởng lão đột nhiên ngẩng người, dụi mắt một cái, hồi lâu mới chỉ vào cách đó không xa mặt đất nói, mọi người ban ta xem một chút, là mắt của ta hoa sao? Thủy tổ pháp khí còn ở nơi này. đám người sững sờ, lập tức đều lã tả quay đầu nhìn sang, là thật sự đó chính là thủy tổ vừa mới dùng pháp khí hẳn là đây là thủy tổ cố ý lưu cho chúng ta thủy tổ đây là muốn mượn từ kiện pháp khí này truyền thụ cho chúng ta cái gì không đám người trong lúc nhất thời càng thêm hưng phấn không hổ là rộng tế thiên tôn nhanh trước đem pháp khí mời về thiên đường sư vụ phải cẩn thận thủy tổ dụng ý chúng ta phàm nhân hẳn là không thể hoàn toàn lý giải còn muốn thông tri trưởng môn các phái đến đây cùng một chỗ tham tường mới là. Nói, đám người một mặt hưng phấn chạy qua, chà sát nhiều lần tay, mới thận trọng nâng lên trên đất chén canh. Ánh mắt kia lóe sáng đến dường như phát hiện cái gì đại bảo bối, một lòng muốn đem thần khí mời về đi, xong quên hết rồi ngày hôm nay còn có khảo thí sự tình. Bạch Dược Vân Hiệu Bác Bên trên sách cái gì, đột nhiên liền không muốn làm, cảm giác sẽ rơi trí thông minh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Thượng giới thần khí Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 068 Thượng giới thần khí biến mất có hơn ngàn năm lâu thanh dương phái, một lần nữa nhập thế trời núi. Trong nháy mắt tin tức này truyền khắp toàn bộ huyền môn. Thanh Dương phái từ trước đến nay là toàn bộ huyền môn khôi thủ tồn tại, tuy nói hiện tại có thiên sư đường, nhưng thanh dương địa vị tại huyền trong môn phái như cũ không có bất kỳ cái gì môn phái có thể siêu việt. Tuy nói năm gần đây, có ít người giả mạo thanh dương đệ tử giả danh lừa bịp, để các môn phái phiền phức vô cùng, thế gian đã không có người có thể xác định cái nào thật sự, cái nào là giả. Nhưng lần trở lại này lại không có bất kỳ người nào hoài nghi, mới xuất hiện hai người này. Trăm phần trăm chính là chính tông Thanh Dương truyền nhân. Về phần nguyên nhân, nói nhảm. Có gan người nhóm cũng đem huyền môn thủy tổ, Thanh Dương tổ sư gia, trọng tế thiên tôn gọi ra đi thử một chút a, à, Liên tiếp nhà mình tổ sư gia đều hiển linh chứng minh, cái kia có thể là giả sao. Phải biết phàm là Thanh Dương ra, từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hiện nay thế gian tất cả công pháp điển tịch, nhiều hơn phân nửa đều là từ Thanh Dương truyền tới coi như về sau có chút là hậu nhân tự sáng tạo nhưng căn nguyên cũng vẫn là tại thanh dương nếu là có thể học được một chút điểm cũng đủ hưởng thụ chung thân cho nên trong lúc nhất thời tất cả du đạo đều có chút ngo ngoe muốn động có môn phái không có cách nào cãi đầu nhưng là đối với du nói tới nói đây chính là cơ hội cực tốt làm huyền môn quan phương cơ cấu thiên sư đường đường chủ từ thanh gió lại nghĩ tới cùng người khác không giống hắn nghĩ tới là làm sao đem vân hiệu tên thiên tài này, cho lừa gạt đến thiên sư đường tới. Đến cùng là đường chủ, làm huyền môn kẻ già đời, hắn nhìn trúng cũng không phải là thanh dương thanh danh, mà là vân hiệu người như vậy. Nguyên bản hắn liền bị vân đạo hữu trận pháp thiên phú khiếp sợ qua, giải quyết thận yêu không nói, lúc này trận thứ ba khảo hạch sau mới biết được, nàng lại còn kim tu linh y, lúc ấy liền cứu được một cái bị âm khí xâm vào thân thể đệ tử. Quan trọng hơn là nàng thế mà có thế triệu mời thủy tổ hạ phàm đây chính là dĩ vãng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua sự tình a à, đủ để chứng minh nàng là một cái đến thiên đạo chiếu cố người nếu là có thể lưu tại thiên sư đường nhất định có thế quan đại huyền môn dẫn dắt càng nhiều đệ tử dẫm lên đại đạo từ đường chủ càng nghĩ thì càng cảm thấy việc này có thể thực hiện thừa dịp người còn đang thiên sư đường hắn đến dành thời gian đem việc này định ra tới khách khanh trưởng lão Vân Hiệu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn từ đường chủ một chút, đó là cái gì? Đây là thiên sư đường tất cả trưởng lão sau khi thương nghị, nhất trí làm quyết định. Từ đường chủ tiến lên một bước nói, Vân Đạo hữu đạo Pháp cao thâm, lại nhiều lần tương trợ giải chúng ta thiên sư đường chi nạn, khách khanh trưởng lão chi danh chỉ là tạm thời, giới lúc Vân Đạo hữu nếu là có ý khác, chúng ta lại điều chỉnh. Chắc hẳn không có trưởng lão hội phản đối, đặc biệt là tiêu trưởng lão, đã sớm ngao ngao muốn đem người kéo đến trận pháp cắt đi. Thế nhưng là, ta còn chưa lên sách A. Vân Hiệu dừng một chút, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nắm thật chặt lông mày, trận thứ ba thành tích còn không có công bố đâu. Vân Đạo Hữu nói đùa. Từ đường chủ cười nói, nếu là khách thanh trưởng lão, kia bình xét cấp bậc khẳng định cùng bên trên sách chi thử khác biệt. Chúng ta đều thương lượng qua, ngài tạm thời liền thăng sơ nguyệt thiên sư được chứ nguyệt. Vân hiệu này lại là thật sự sợ ngây người, thiên sư đường bình xét cấp bậc đều là tùy tiện như vậy sao? Không phải nói muốn từ đồng tiền thiên sư bắt đầu. Nàng trên dưới đánh giá hắn một chút, vừa muốn mở miệng giải thích, lão đầu lại trực tiếp vọt vào. Nha đầu, tranh thủ thời gian, canh xong chưa? Tổ. Hắn vừa định nói tổ sư gia muốn bảo nổi, liếc mắt liền thấy đứng tại sấy khô bên bàn bên trên từ thanh gió lập tức lại đem lời nói cho nuốt xuống, từ. Từ đường chủ. Bạch đạo hữu. Từ đường chủ nhận ra hắn cũng là thanh dương đệ tử, hiền lành cười cười lên tiếng chào. Lão đầu vội vàng cấp vân hiệu làm ánh mắt, nha đầu, nha đầu. Canh gà, ngươi hiểu. Biết rồi. Vân hiệu cầm lấy trên lò trước tử, theo thói quen từ trong túi trữ vật móc ra một cái lớn chén canh, bắt đầu thịnh canh. Vừa mới đựng một muỗng, bên cạnh từ đường chủ lại đột nhiên giật mình, kéo nàng lại tay nói, vân đạo hữu. Cái này, đây chính là ngày đó thủy tổ trong tay pháp khí. Vân hiệu cùng bạch ruột lập tức cùng nhau cứng đờ. Ngoà tào chỉ nhớ rõ muốn bắt cái chén lớn, đã quên đây chỉ là cùng khoảng. Lúc trước nhìn lấy bọn hắn một mặt hưng phấn muốn đem con kia chén canh mời về đi, nàng sợ dẫn tới phiền phức, liền cầu tổ sư gia đem con kia bác cho biến không có. Hiện tại cái này. Giải thích thế nào A Uy? Hẳn là. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn bị phơi bày, Vân Hiệu nội tâm hoảng đến một b trên mặt lại như củ mặt không đổi sắc. Từ đường chủ thần sắc lại càng ngày càng kinh ngạc, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn trong tay nàng chén canh, hồi lâu mới tiếp lấy nói, hẳn là ngươi đã nghiên cứu ra này thần khí đoán tạo chi pháp. Cho nên phỏng chế cái này. Cái gì? Vân đạo hữu quả nhiên là kỳ tài a." À. Từ Đường chủ một mặt tán thưởng, cầm chén canh lập đi lặp lại xem xét nhìn lại, pháp khí này, thậm chí cùng ngày đó thủy tổ dùng món kia giống nhau như đúc. "Vân hiệu." "Bạch dược." "Chỉ bất quá." So với lúc trước thủy tổ con kia, thiếu chút tiên khí mà thôi." Từ Đường chủ trên mặt lộ ra chút đáng tiếc ánh mắt, khả năng phàm người vẫn là luyện không ra tiên gia chi vật đi, hắn hít một tiếng tiếp tục nói không nghĩ tới vân đạo hữu còn tinh thông luyện khí chi thuật. Vân hiệu trầm mặt, lại như củ chững chạc đàng hoàng trả lời nói, học qua một chút. Rất tốt, xem ra luyện khí cũng muốn gia nhập học tập kế hoạch bên trong. Vân đạo hữu khiêm tốn. Từ đường chủ như của một mặt tán thưởng sờ lấy bác nói, có thể luyện đến tương tự như vậy, đã để chúng ta xấu hổ. Thiên sư đường cũng có tinh thông luyện khí, nhưng thử luyện nửa ngày, hắn không có luyện được như thế tương tự đây này nói xong hắn lại nhìn nhìn bên cạnh trong nồi canh gà ánh mắt sáng lên lập tức nghĩ tới điều gì một mặt kinh ngạc nói hẳn là đạo hữu đã hiểu thấu đáo này thần khí cách dùng cho nên hôm đó sau khi trở về mới cho mượn chỗ này phòng bếp nhỏ một ngày ba bữa ở đây nấu canh Ê! không nàng chỉ là vì cho ăn no cái nào đó ăn hàng mà thôi a à. từ đường chủ lại cho là nàng ngầm thừa nhận càng thêm kinh ngạc mảnh tưởng tượng bác phối canh đạo lý dễ hiểu như vậy, bọn họ thế mà không nghĩ tới. Vân đạo hữu quả nhiên ngộ tính kinh người. Hắn sờ lên trong tay lớn chén canh, lập tức đề nghị nói, dù sao hôm nay vô sự, không bằng tại hạ cũng giúp đỡ đạo hữu, thử một chút cái này uy lực của pháp khí. Nói hắn trực tiếp cầm lên trên lò cái thìa, múc một muỗng, nâng lên bát liền định uống. Bên cạnh hai người, lập tức giật nảy mình, cơ hồ trăm miệng một lời lên tiếng kinh hô không muốn. Hai đáng tiếc đã không còn kịp rồi, một vệt kim quang đột nhiên từ trong nhà vọt ra, trực tiếp đánh vào từ thanh gió trên thân. Chỉ nghe thấy bành một tiếng vang thật lớn, cả người hắn trong nháy mắt bay ra ngoài, một đường rầm rầm liên tiếp đụng thủng ba đạo tường, mới ngừng lại được, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Hai người ngược lại hút miệng khí lạnh, lập tức chạy tới, vân hiệu còn thuận tay cầm lên ngân châm, liên tiếp cho từ thanh gió liền đâm mấy châm, hắn mới chậm rãi mở mắt trên mặt vẫn là một mặt mờ mịt, ảo giác sao. Hắn vừa vặn giống thấy được cầu nại hà. Ngươi không sao chứ? Vân Hiệu kiểm tra mấy lần, phát hiện hắn cũng không có thụ cái gì nội thương nghiêm trọng, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, còn tốt còn sống. Đến là từ đường chủ còn có chút mộng, hồi lâu mới thì thào đọc lên một câu. Được. Thật là lợi hại pháp khí. Vân Hiệu. Bạch Dược. Mẹ kiếp, người này không cứu nổi. hồi lâu. đường chủ, ta nghĩ tốt, khách khanh trưởng lão cái gì, coi như xong. a, à, vì sao? nói nhảm, đương nhiên là bởi vì rơi trí thông minh. bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. chương 69. quán tính chạy chữa. bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. com. chương 069 quán tính chạy chữa vân hiệu cùng bạch duật tại thiên sư đường chờ đợi 7 ngày, một là bởi vì tà thần nguyên nhân, trận thứ ba khảo thí thành tích không tốt điện định, thiên sư đường cần bỏ chút thời gian mới có thể đánh giá cuối cùng đẳng cấp. Hai là bởi vì từ đường chủ. Khục, ngày đó tổ sư gia kia một chút, mặc dù không có lưu lại cái gì nội thương nghiêm trọng, nhưng nên thụ gia thịt nổi khổ, một chút không ít thụ. Căn cứ nhà mình tổ sư gia gây cục diện rối rắm, ngậm lấy nước mắt cũng muốn thu thập thái độ. Vân hiệu thẳng cốt trị đến đối phương hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi. Tăng thêm thiên sư đường linh y thật sự là quá ít, vì đó nó tham gia khảo thí đệ tử, cũng cấu kết bên trên tà khí khả năng, nàng liền thuận tiện cũng giúp đỡ kiểm tra một phen. Tổ sư gia đến là dễ nói chuyện, cũng không có thúc lấy bọn hắn trở về, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì thiên sư đường nuôi cơm, canh gà tùy tiện nấu cái chủng loại kia, cho nên bọn họ nhất lưu liền lưu lại 7 ngày. Vì để tránh cho đồng dạng, ngộ thương, sự kiện lần nữa phát sinh, tăng thêm bọn họ thực sự không có cách nào giải thích chén canh, thần khí, cụ thể vận hành nguyên lý, vân hiệu chuẩn bị tại kết quả sau khi ra ngoài, liền mau chóng chạy về thanh dương đi. Liên quan tới khách thanh trưởng lão sự tình, vân hiệu cuối cùng cũng không có đáp ứng, chủ yếu là nàng vốn là không có huyền mạch, kỳ thật thật không giúp đỡ được cái gì tuyệt đối với không phải là bởi vì trưởng lão là nghĩa vụ chế, xưa nay không phát tiền lương. Hôm nay hẳn là công bố đẳng cấp thời gian. Vân Hiệu nhìn nhìn chính điện phương hướng nói, lão đầu nếu không ngươi đi nhìn một chút kết quả, thuận tiện lĩnh một chút đẳng cấp tính vật, chúng ta một hồi trở về thanh dương. Ân. Ừ. Lão đầu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn nàng một cái, nha đầu, ngươi không đi sao? Ta cảm thấy ta có thể đi sao? Vân Hiệu chỉ chỉ trên bàn ống trúc nhỏ, cơm này vừa mới ăn xong, nếu là lại xông tới cái, không sợ chết làm sao bây giờ. Lão đầu tức sạm mặt lại, tổ sư gia không ai nhìn xem thật đúng là không được, thế là trực tiếp liền đi ra cửa, dự định thuận tiện đi gọi bên trên lão chu. Đúng rồi. Vân Hiệu nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu, ngươi nhớ kỹ lãnh lương. Bạch Dược. Vân Hiệu nhìn xem hắn đi xa, lúc này mới thu thập đồ lên, các nàng đồ vật không nhiều không đến hồi lâu liền đã thu thập xong nhìn nhìn trên bàn con nào đó ăn uống no đủ yên tĩnh như gà ống trúc nghĩ nghĩ lại giao phó một câu tổ sư gia nếu không ta thuận tiện đi phòng bếp đánh cái túi trên đường ăn vừa vặn giống còn lại nửa bên gà không có nấu thuận tiện lấy đi đừng lãng phí nha ống trúc lắc lư một cái hồi lâu mới truyền ra một tiếng bình tĩnh thanh âm có thế vậy ta một hồi trở về. Vân Hiệu lúc này mới quay người ra khỏi phòng, trực tiếp hướng phía phòng bếp mà đi. Vừa muốn bắt đầu đóng gói, một thân ảnh lại vội vã chạy vào. Vân Đại Phu, Vân Đại Phu. Người tới vẻ mặt vội vàng, một trương hơi có chút gương mặt non nớt nhăn thành một đoàn, chúng ta công. Tỷ tỷ của ta bệnh, rất nghiêm trọng, ngài có thể hay không theo ta đi nhìn xem. Vân Hiệu vừa quay đầu lại, sửng sốt một chút, theo bản năng lui một bước, hồi lâu mới phản ứng được, trên dưới nhìn lướt qua, người này sẽ không. Lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi bệnh. Ân ân ân. Hắn dùng sức cực đầu, càng thêm sốt ruột, ánh mắt vẫn không khỏi đến lo lắng đánh giá chung quanh, rất nghiêm trọng, nghe vân đại phu ngài y thuật cao siêu, một nhất định có thể cứu nàng. Vân hiệu nhíu mày nhăn, lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không ra xem bệnh, mà lại chúng ta lập tức muốn rời đi nơi này thiên sư đường có không ít linh y nếu không ngươi hỏi một chút người khác không được hắn không chút nghĩ ngợi hay dùng lực lắc đầu ánh mắt mang chút e ngại nhìn chung quanh sốt ruột mở miệng nói chỉ có ngươi có thể những người khác không được ngươi liền theo ta đi xem một chút đi chỉ có thể ta nhìn ân 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 hắn dùng sức gật đầu tràn đầy đều là tín nhiệm người khác đều không được chỉ có ngươi ngươi một nhất định có thể hắn nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu ta ta sẽ trả cho ngươi tiền xem bệnh tiền xem bệnh vân hiệu sửng sốt một chút mảnh nhìn kỹ người trước mắt một chút vậy ngươi nói một chút nàng đến chính là bệnh gì cụ thể có cái gì triệu chứng nàng hắn ánh mắt lấp lóe dường như không biết nói thế nào hồi lâu mới khoa tay một chút trước ngực nói nó nơi này thật lớn một cái hố chảy rất nhiều rất nhiều máu, mà lại một mực hôn mê bất tỉnh. Vân Hiệu ánh mắt chìm xuống, khi nàng nhiều như vậy lâu. Có. Bảy, tám. hắn bẻ mấy ngón tay số, hồi lâu mới nói, mười ngày, có mười ngày. Ta tìm ngươi đã lâu rất lâu, mới tìm được ngươi, van cầu ngươi mau cứu nàng đi. Ồ. Vân Hiệu nhẹ gật đầu, dựng thẳng lên một ngón tay nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ân. Ngươi lúc này tỷ tỷ này là hôi lang, hùng miêu, con thỏ, vẫn là hưu cao cổ. A, à, người tới cứng đờ, con mắt đột nhiên trợn to, một mặt bị sợ ngây người dáng vẻ, hồi lâu mới run lẩy bẩy nói, ngươi. Ngươi. Ngươi sao lại thế? Ngươi là tiểu hồ ly a. Vân Hiệu trực tiếp vạch trần. Đối phương càng cứng, một mặt chột dạ cúi đầu, "Vâng." Vân đại phu, làm sao nhìn ra được Vân Hiệu đưa tay nhéo nhéo mặt của hắn, vừa chỉ chỉ phía sau hắn, lần sau chứa người trước đó, nhớ kỹ đem cái đuôi thu lại. Người nào sau lưng sẽ kéo lấy một cây hỏa hồng cái đuôi to, còn gặp một lần nàng liền liều mạng hướng nàng lắc. Ngẫm lại thường xuyên tìm nàng xem bệnh, còn ngay từ đầu liền hô Vân Đại Phu, cũng chỉ có con kia thường xuyên tìm nàng xem bệnh tiểu hồ ly. Mới hơn một tháng không gặp, ngươi chừng nào thì tu luyện thành yêu. Tổ sư gia nói qua tiểu hồ ly này mở linh trí, nhưng cách hóa yêu còn có một bước, không nghĩ tới lúc này mới qua một tháng, nó thế mà liền có thể biến hóa. Hắn tựa như lúc này mới phát hiện phía sau mình cái đuôi to, cả người đều yểu xìu xuống dưới, dứt khoát cũng không giả, vụt một chút, liên tiếp đỉnh đầu trực tiếp toát ra hai con nhọn lỗ tai, liền. Liền trước đó không lâu. Đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, Vân Đại Phu, ta liền đi với ta xem một chút đi, không đi nữa. Nàng. Nàng sẽ chết. Ta tại trong quán đợi đã lâu rồi. Ngươi một mực. Một mực cũng chưa trở lại. Hắn càng nói càng sốt ruột, con mắt đỏ lên, nước mắt soạt một chút liền rơi ra, khóc đến tốt không thương tâm. Tốt, đừng khóc. Vân hiệu nhịn không được sờ lên đầu của hắn, tiểu hồ ly này thật đúng là xem nàng như bác sĩ thú y, nói đi, lúc này lại là ngươi cái nào người bạn bè bệnh nàng bốn phía nhìn một chút, ngươi một con hồ ly, cũng tùy tiện dám đến thiên sư đường, cũng không sợ bị người thu. Không sợ, lần này không giống. gặp nàng không có cự tuyệt, tiểu hồ ly ánh mắt sáng lên, nước mắt trong nháy mắt liền thu vào. sau lưng cái đuôi giống con cái chổi đồng dạng lại bắt đầu quét tới quét lui, lúc này ta là phụng đại vương chi mệnh tới được, hắn nói không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đưa ngươi mang về. vân đại phu, ngươi đi thì biết. Đại vương, cái gì đại vương? Vân Hiệu sững sờ, tiểu hồ ly lại đột nhiên móc ra một khối thứ gì, trực tiếp bóp nát. Chờ một chút, ta còn không có. Nàng còn không có đáp ứng a uy. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, hai người phía trước không gian bắt đầu vặn vẹo, trong mắt đột xuất hiện một cái cửa vào đồng dạng đồ vật, nàng chỉ cảm thấy một cổ cực lớn hấp lực truyền đến, cả người trực tiếp liền bị hút vào thoáng qua ở giữa hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa trong phòng. Nào đó ống trúc lung lay một chút, yêu khí. Được rồi, không trọng yếu, nơi này huyền môn tử đệ mặc dù xuẩn, nhưng như thế yếu ớt yêu khí, chắc hẳn có thể đối phó. Thế là, nào đó ống trúc cũng không hề động. Ân, ừ, nhỏ tiểu đồ tôn sẽ cho hắn đóng gói chút gì đâu. Đắc ý, bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Sinh vật kỳ tích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 70 Sinh vật kỳ tích cơ hồ thời gian trong nháy mắt, vân hiệu trước mắt liền đổi một bộ tràn cảnh. Chỉ thấy bốn phía tất cả đều là một mảnh ngọc thạch lát thành mặt đất, ống ánh sáng long lanh như là thủy tinh cung. Chung quanh vật phẩm càng là nàng chưa từng thấy qua bộ dáng, mỗi một chỗ đều lộ ra tinh xảo, lộng lẫy dường như trong điện ảnh đặc thù tràn cảnh. Đối với nàng mà nói, nơi này là hoàn toàn xa lạ, ẩn ẩn đoán ra có thể là nơi nào đó đại điện. Ngươi chính là từng đã cứu con ta phàm nhân. Một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vân Hiệu xoay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện sau lưng chủ tọa ngồi lấy người, là cái nhìn chừng 40 nam tử, một thân tinh xảo trường bào, thần sắc uy nghiêm nghiêm túc, trên đầu còn mang theo đỉnh tạo hình độc đáo xương quang, quanh thân vây quanh một cổ nồng nặc giống như yếu giật xuất lai màu xanh khí tức. Đây là yêu khí. Vân Hiệu ẩn ẩn cảm thấy trong lòng lột bột một chút. Người kia lại thẳng tắp nhìn về phía Vân Hiệu, trên dưới quét đo nàng mấy mắt, tràn đầy đều là tìm tòi nghiên cứu cùng thần sắc hoài nghi. Đến là bên người của hắn tên thiếu niên kia, lại là một mặt hưng phấn, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là mừng rỡ, sau lưng càng sư một tiếng, quát ra một đầu màu xám cái đuôi, cùng tiểu hồ ly cùng khoảng, bắt đầu điên cùng bắt đầu lay động. Khởi bẩm đại vương, vị này chính là thanh dương xem vân đại phu. Tiểu hồ ly cung kính quỳ trên mặt đất, ông quyền về nói, tiểu nhân may mắn không làm nhục mệnh, đã đem người mời tới. Các ngươi tiểu động vật đều quảng bắt cốc gọi mời sao. Ân. Chủ tọa bên trên người nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt nhưng không thấy nhiều ít vui vẻ, trong mắt càng là tràn ra chút không khỏi buồn bực ý người xác định nàng thật có thể trị hảo công chúa một nhất định có thể tiểu hồ ly dùng sức cực đầu lòng tin tràn đầy vân hiệu người bệnh đều không thấy đừng loạn giúp nàng mù đáp ứng a vân đại phu nàng có thế lợi hại tiểu hồ ly lại càng nói càng khởi kình phút cuối cùng còn tăng thêm một câu vân đại phu nàng không gì làm không được không nên tùy tiện cho nàng lập lạc a. Vân Hiệu đành phải tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, ta mặc dù là linh y, nhưng bây giờ còn chưa có nhìn thấy người bệnh, cụ thể có thể hay không trị liệu, còn phải nhìn nàng tổn thương tình huống. Hừ. Tốt nhất có thể trị hết. Thượng tọa người nhưng không có bị tiểu hồ ly Vân Đại Phu thổi cho choáng váng đầu óc, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn Vân Hiệu một chút, xem ở ngươi đã cứu con ta phần bên trên ta sẽ không truy cứu ngươi tiến vào yêu giới sự tình nhưng nếu là trị không hết công chúa hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng trong lúc nhất thời có cái gì khổng lồ khí tức trong nháy mắt liền hướng phía vân hiệu quét tới vân hiệu sắc mặt chìm xuống tình huống như thế nào thăng cấp bản y náo trị không hết liền muốn đưa nàng cũng đánh cho tàn phế ý tứ sao niên đại này bác sĩ khó như vậy lăn lộn sao chờ chút hắn vừa vặn giống nói nơi này là yêu giới. Khi cái gọi là vương chính là yêu vương. Vừa đến đã nhìn thấy cấp cuối bốt A, cái này tiến độ có phải là có chút nhanh A. Vân Hiệu cảm thấy có chút phương, trên mặt lại như củ mặt không đổi sắc, tỉnh táo một thớt, cả người đều giống như viết đã tính trước. Yêu vương lúc này mới hài lòng thu hồi uy áp, ân, xem bộ dáng là cái đáng tin, so cái khác phàm nhân tốt hơn nhiều. Phụ vương đến là đứng tại yêu vương bên cạnh thiếu niên, có chút bất mãn kêu một tiếng. Thôi. Yêu vương có chút mỏi mệt vuốt vuốt cái trán, thở dài một cái nói, từng cái đều không cho người bớt lo, các ngươi trực tiếp mang nàng xuống dưới, nhìn xem ly nhi đi. Vâng, phụ vương. Thiếu niên kia lúc này mới bước nhanh đi xuống, mỉm cười nhìn về phía vân hiệu nói, vân đại phu, mời. Nói xong, một đường dẫn vân hiệu ra điện so với yêu vương đối với nhân loại rõ ràng lạnh lùng, vị thiếu niên này lại ngoài ý muốn nhiệt tình, nhiệt tình phải có chút. Quá mức. Vân Đại Phu, mời tới bên này, cẩn thận bậc thang. Vân Đại Phu, một đường cực khổ rồi, cần phải trước uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Vân Đại Phu, bây giờ đã nhanh đến buổi trưa, có từng dùng cơm. Vân Đại Phu, điểu tộc cống lên một chút linh quả, mười phần ngon miệng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Vân đại phu trên đường đi thiếu niên giống con nhỏ chim sẻ đồng dạng miệng liền không có ngừng qua một đôi huyết hồng yêu đồng càng là trực câu câu nhìn chầm chầm vân hiệu thấy nàng có chút run rẩy vị này công tử vân hiệu thực sự đáp không nổi nữa đành phải thăm dò mở miệng ta trước kia gặp qua ngươi vừa mới nói xong hắn trên đường đi lắc cùng cái chổi đồng dạng cái đuôi trong nháy mắt ngừng lại cả người giống quả cà hứng sương bình thường yểu xìu xuống dưới, trong mắt ánh sáng cũng xoẹt một tiếng diệt, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Hắn một mặt thất vọng. Ê! Ngầm trộn nghe gặp cái gì vỡ vụn thanh âm. Đến là bên cạnh tiểu hồ ly rốt cục tìm được cơ hội, chen vào. Vân Đại Phu, hắn là quý thần Điện Hạ A. Cái gì? Ngày đó Điện Hạ bị ma tộc đã thương, nhiễm ma khí không về được yêu giới, Vân Đại Phu đã cứu Điện Hạ A. Nói xong, hắn còn chỉ chỉ bụng vị trí. Vân Hiệu sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi là con kia hôi lan. Lúc trước Hồ Ly mang tới con kia. Thiếu niên sắc mặt vui mừng, gật đầu nói, ta nguyên thân, đích thật là sói. Vân Đại Phu gọi ta quý thần là tốt rồi. Vân Hiệu trên dưới đánh giá hắn một chút, nàng nhớ kỹ nó là một con ấu sói, bây giờ nhìn tuổi của hắn cũng kém không nhiều may mắn mà có vân đại phu cứu được điện hạ tiểu hồ ly tiếp tục nói về sau điện hạ khôi phục liền đem ta mang về yêu giới ta mới có thể sớm hóa yêu thì ra là thế khó trách trước đó yêu vương nói mình đã cứu con của hắn nghĩ đến bọn họ tìm nàng đến mục đích tiếp tục hỏi các ngươi cái kia công chúa lại là chuyện gì xảy ra hai người sững sờ giống như là nghĩ đến cái gì sắc mặt chìm xuống hồi lâu quý thần mới lên tiếng nói Ly Nhi là muội muội ta, nàng lần này bệnh nặng là bởi vì mất nội đan. Cái gì? Vân Hiệu sững sờ, tài liệu giảng dạy đã nói qua, yêu tộc nội đang tồn trữ lấy yêu loại tất cả tu vi cùng linh khí, giống như là người đang điền. Tiên đang vừa mất, tu vi hủy hết. Mà yêu loại thảm hại hơn, thậm chí ngay cả lấy linh trí khả năng đều sẽ biến mất. Vân Đại Phu, theo ta đi xem xét liền biết quý thần dừng ở một tòa tiểu lâu phía trước đây là lầu một toàn làm bằng gỗ kết cấu tiểu lâu bên trong nở rộ lấy từng mảng lớn hoa tươi khác nào tiên cảnh bài trí càng là khắp nơi tinh xảo liên tiếp trong nội viện cái bàn đều là ngọc thạch điêu khắc thành vân hiệu nhịn không được cảm thán yêu giới thật sự là quá thương mại có tiền ngẫm lại rách rách rưới rưới vừa đến gió lớn trời liền muốn sửa nóc nhà thanh dương xem một bụng lòng chua xót thật sự là người không bằng yêu Quý thần một đường dẫn nàng vào phòng, thẳng đến đi vào tận cùng bên trong nhất, nàng mới nhìn đến nằm trên giường một đoàn nhỏ lông xù vật thể, một thân đen nhánh da lông, sau lưng còn kéo lấy một cây ống dài cái đuôi, trên đầu đỉnh lấy một đối ba giác tiểu xảo lỗ tai, nàng dường như lâm vào hôn mê, lại thỉnh thoảng phát ra một tiếng động vật tiếng kêu đau đớn. Mèo ô vân hiệu. Cái này là muội muội của ngươi. Chính là xá muội quý thần dùng sức gật đầu. Thân muội muội. Đúng vậy a. À. Kia. Nàng theo bản năng hỏi nói, có thể hỏi một chút cha ngươi. Yêu vương nguyên hình là. Cha ta tự nhiên là Lan Vương. Vậy ngươi mẹ, ta là nói mẹ ngươi là. Cũng là Lan tộc A. À. Ngươi xác định. Tự nhiên xác định. Vân hiệu. Sinh vật lão sư đều không có đáp ứng, hai người các ngươi con sói đến cùng là thế nào sinh ra một con mèo yêu? Hồi lâu. Một vấn đề cuối cùng. Vân Hiệu hít sâu một hơi. Vân Đại Phu mời nói. Nhà ngươi sát vách. Có phải là ở một vị họ vương miêu yêu thúc thúc? Quý thần. Hồ Ly. Mặc dù không rõ có ý tứ gì, nhưng là đột nhiên cảm thấy có chút lục là chuyện gì xảy ra. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video.